Hi there everyone, welcome back to IC Books. So today, we continued Unit 3, Community Service. So before starting the Lesson 1, getting started, I'd love you to prepare two books like this, the textbook and the workbook, English 7. So remember to use the numbers on the back cover at worldwideweb.icbooks.vn so that you may have the very interesting experience on the very useful English learning programs. Okay, now let's jump to vocabulary. Đầu tiên, chúng ta sẽ có interview. Nó vừa là danh, vừa là động từ. Các em lưu ý ha. Danh từ nghĩa là cuộc phỏng vấn. Động từ nó nghĩa là phỏng vấn ai đó. Thì phỏng vấn, các em hiểu như là người phỏng vấn sẽ hỏi một số câu hỏi và người được phỏng vấn sẽ trả lời tất cả các câu hỏi đó. Chẳng hạn như là một buổi phỏng vấn đi xin việc chẳng hạn. Các em cùng luyện đọc với cô nào. Interview. Interview. Thứ hai. Ở đây các em thấy một số hoạt động tình nguyện như thế này. Người lớn có, trẻ em cũng có. Một số hoạt động chẳng hạn như là thu nhặt rác nè, phân loại rác nè, hoặc là trồng cây ở các trại trẻ em mồ côi. Thì những hoạt động này đều mang lại lợi ích cho cộng đồng. Chúng ta gọi đó là community service, các dịch vụ cộng đồng. Các em đọc community. Lưu ý, âm nhấn của chúng ta sẽ nằm vào chữ mill, community, bởi vì tận cùng của nó là đuôi et. Service, service, community service. Như cô đã đề cập, thì tất cả những hoạt động như thế thì đều mang lại lợi ích cho cộng đồng. Thì ta có cụm danh từ như sau: benefits, benefits of the community, benefits of the community. Và những người mà tham gia hoạt động như những cái bạn nhặt rác này hoặc là trồng cây mà cô mới vừa đề cập ở đó thì được gọi là tình nguyện viên hoặc là người tình nguyện cũng được ha. Thì đó là danh từ và các em lưu ý nó cũng đóng vai trò như một động từ, nghĩa là đi tình nguyện, làm tình nguyện. Các em đọc cùng với cô nha. Âm nhấn, cô lưu ý luôn, đối với những từ mà chúng ta có âm ii này hoặc là OO này, thì âm nhấn sẽ nằm ngay chính âm tiết đó. Ta có âm nhấn nằm ở âm tier như thế này, đúng không? Volunteer, volunteer. Và một danh từ nữa mà cô muốn đề cập đó là công việc tình nguyện. Cái này rất là quen thuộc đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có volunteer work, một cụm danh từ, volunteer work. Khi nhìn vào bức tranh này thì các em có cảm tưởng như thế nào, có suy nghĩ như thế nào? Đối với cô thì cô cảm thấy mình thật là may mắn bởi vì cô được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ, được đi học, được ăn uống đầy đủ tất tần tật. Tuy nhiên, khi các em nhìn thấy vào bức tranh này thì bạn nhỏ này đang ngồi tại một nơi cảm thấy rất là tồi tàn đúng không nào? Có rác nè, ngồi tại một cái ray đường sắt như thế này trông rất là tội nghiệp. Và thậm chí hơn nữa là cái việc ăn uống của các bạn này vẫn không được đầy đủ. Không như chúng ta, mỗi ngày đều được ăn rất là ngon đúng không? Mặc rất là ấm. Thì đối với lại các bạn này thì việc ăn uống và nhà ở là một giấc mơ. Thì chúng ta có những bạn này người ta gọi đó là trẻ em lang thang đường phố. Ta có street children. Street children. Một tình huống tương tự thì ở đây là một số người đúng không, vẫn không có nhà cửa thì họ vẫn không có điều kiện có thể chi trả được tiền nhà này, tiền nước này đúng không, những cái phí sinh hoạt hàng ngày thì họ được gọi là người vô gia cư vì họ không có nơi ở đúng không, và việc ăn uống, tiền chi trả về thức ăn cũng rất là khó khăn. Ta gọi họ đó là homeless people, người vô gia cư. Homeless people, homeless people. Tiếp theo, ta có một động từ mà có thể là sử dụng rất là nhiều đối với những cái hoạt động tình nguyện, đó là donate. Donate.
âm nhấn rơi vào tình huống vào âm thứ hai, donate. Đây là động từ mang nghĩa là hiến tặng, đóng góp. Thì việc hiến tặng này có thể chúng ta sẽ quyên góp bằng tiền nè, đúng không? Có thể là ít hoặc nhiều tùy vào tấm lòng của chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ hiến máu. Đối với một số bạn sẽ đáp ứng được đầy đủ như điều kiện về sức khỏe, về cân nặng. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn cũng có thể quyên góp sách đối với những quyển sách mà chúng ta đã học qua, hoặc là những bộ quần áo cũ. Cũ với chúng ta nhưng mới với những bạn đang cần, đúng không nào? Như vậy, chỉ với một những hành động nhỏ của chúng ta thôi thì dần dần, như các em biết, một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Vậy thì những hoạt động của chúng ta tuy nhỏ nhưng nhiều người làm thì nó sẽ tạo ra một tác động rất lớn đối với cộng đồng của chúng ta. Vậy thì động từ mà chúng ta đề cập ở đây đó là make a difference, tạo nên sự thay đổi cho cộng đồng, đúng không? Lưu ý âm K các em hãy nhấn qua nguyên âm ở phía sau nó, make a difference. Tiếp theo, hiện nay thì ở xã hội của chúng ta có rất là nhiều tổ chức mà người ta gọi đó là tổ chức phi lợi nhuận. Phi lợi nhuận tức là không có lợi nhuận. Nghĩa là sao? Người ta sẽ sử dụng những quỹ thặng dư để trợ giúp cho những đối tượng mà người ta hướng tới. Chẳng hạn như người ta sẽ giúp đỡ cho những người vô gia cư này, hoặc là trẻ em lang thang đường phố chẳng hạn. Thì mục tiêu của tổ chức này đều là mang lại sự thay đổi, những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Ta có non-profit. Các em lưu ý em nhắn ha, non-profit organization. Âm nhấn âm J. Rồi, cô xin đọc lại nè. Non-profit organization. Organization. Non-profit organization. Và tiếp theo, chúng ta có động từ protect, bảo vệ, đúng không nào? Bảo vệ môi trường thì sẽ là protect the environment. Protect the environment. Và ở đây, các em có thể thấy hình ảnh của những người bạn, đúng không? Đang vỗ tay. Thì ở đây là một hành động đang cổ vũ, khuyến khích người bạn của mình như thế nào? Chạy nhanh hơn. Vậy chúng ta sẽ có một động từ encourage, khuyến khích, cổ vũ ai đó. Encourage somebody to do something, khuyến khích ai làm gì. Vậy cô có một mẫu câu ví dụ như thế này về hình ảnh này luôn. They encourage her to run faster. Bọn họ cổ vũ cô ấy chạy nhanh hơn, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài hội thoại trên iCBooks. Getting started. 1. Listen and read. Như vậy, sau khi cô đã cung cấp một số từ vựng có liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, thì bây giờ các em hãy cùng nhau nghe bài hội thoại giữa phóng viên và bạn Mai và bạn Phúc để xem thử là nội dung bài hôm nay nó sẽ đề cập đến vấn đề gì. Today on Global Citizen, we interview Mai and Phúc from Haibachang School. What do you know about community service? It's the work you do for the benefits of the community. Exactly. Have you ever done volunteer work? Yes. I'm a member of Be a Buddy, a program that helps street children. Last year we provided evening classes for 50 children. Wonderful. What else have you done? We've asked people to donate books and clothes to the children. Wow, that certainly makes a difference. And you, Phup, you're from Go Green? Yes, it's a non-profit organisation that protects the environment. We've encouraged people to recycle glass, cans and paper. We've cleaned streets and lakes. Did you start a community garden project last month? Oh yes. So far we've planted. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một số hoạt động ở trong bài.
A. Read the conversation again and tick true or false. Sau khi nghe xong bài hội thoại thì chúng ta sẽ có một số thông tin cơ bản về bài đọc. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem xét 5 câu phát biểu bên dưới thì nó sẽ trùng khớp với nội dung trong bài hay không. Nếu như đúng thì chúng ta sẽ tick vào ô true. Còn nếu sai thì chúng ta sẽ tick vào ô false. Chúng ta cùng xem xét câu đầu tiên. Mai and Phúc work for the benefits of the community. Mai và Phúc thì cùng nhau làm việc tình nguyện vì lợi ích chung của cộng đồng, đúng không nào? Vậy thì cái cụm từ benefits of the community thì cô đã đề cập ở trước đó. Nhìn vào câu hội thoại thứ nhất của bạn Mai, cột phía bên tay trái, thì chúng ta thấy bạn ấy đã trả lời như thế nào? It's the work you do for the benefits of the community. Vậy thì trong bài có nội dung hoàn toàn trùng khớp với lại câu phát biểu thứ nhất, do đó cô sẽ chọn đáp án là true. Câu số 2. Be a Buddy has collected books and clothes for street children. Ở đây người ta đề cập đến chương trình Be a Buddy đã collected, sưu tầm này, books và clothes, sách vở và quần áo cho trẻ em. Như vậy chúng ta sẽ tìm kiếm những từ trong bài như là Be a Buddy này, collect books and clothes. Các em hãy nhìn vào câu hội thoại đầu tiên của bạn Mai ở bên phía cột bên phải, thì chúng ta sẽ thấy bạn ấy trả lời như thế nào. Tổ chức chương trình của bạn ấy là gì? We've asked people to donate books and clothes to the children. Nó cũng trả lời tương tự, đúng không? Là tổ chức này đã hỏi xin những người cùng nhau quyên góp về sách và quần áo cho một số trẻ em cần thiết. Do đó thì câu này cũng sẽ là true. Câu số 3. Be a Buddy has provided education for street children. Be a Buddy này, một chương trình này thì người ta cũng provide education, cung cấp giáo dục. Hiểu đơn giản thì người ta sẽ mở lớp học này cho những bạn trẻ nghèo không có điều kiện đi học. Thì đó gọi là provide education. Chúng ta sẽ tìm trong bài xem thì Be a Buddy đã làm gì về vấn đề giáo dục, lĩnh vực giáo dục. Thì nhìn vào hội thoại, câu hội thoại thứ hai của bạn Mai, bên cột phía tay trái thì chúng ta thấy bạn ấy trả lời là last year, we provided evening classes for 50 children. Vì ở đây bạn ấy đã đề cập là provided evening classes, những lớp học ban đêm, thì nó tương tự với like provided education. Do đó thì ở đây câu này cũng là true. Câu số 4, Go Green is an environmental business. Như vậy chúng ta thấy business, người ta liên tưởng ngay đến công ty này, doanh nghiệp này, người ta sẽ kinh doanh một vấn đề, một lĩnh vực nào đó để kiếm tiền, đúng không nào, kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên trong bài học này thì chúng ta đang đề cập đến những công việc tình nguyện, tức là người ta sẽ tình nguyện làm việc gì đó mà không cần phải trả lương. Do đó ở đây chắc chắn câu này sẽ là sai, hoặc các em cũng sẽ dựa vào câu hội thoại của bạn Phúc phía bên tay phải thì bạn ấy nói là gì. It's a non-profit organization. Nó là một tổ chức phi lợi nhuận. Do đó, hoàn toàn cô sẽ chọn đáp án false cho câu số 4 này. Và câu số 5. Go Green has encouraged people to recycle rubbish. Ở đây ta có động từ encourage. Cô đã giới thiệu đúng không nào? Encourage somebody to do something. Khuyến khích ai làm gì. Như vậy, ở đây người ta đề cập đến việc recycle rubbish, việc tái chế rác. Ở đây chúng ta cũng nhìn vào câu hội thoại của bạn Phúc, bạn ấy tiếp tục nói là gì? Tổ chức của bạn ấy đã protect the environment, bảo vệ môi trường nè, là gì? Encourage people to recycle glass and paper, khuyến khích mọi người sẽ tái chế chai lọ nè, những cái giấy đã qua sử dụng. Như vậy cái việc này nó sẽ giúp cho việc hạn chế khai thác tài nguyên môi trường, chẳng hạn như là chặt phá cây để tạo ra giấy, đúng không nào? Do đó câu này chúng ta cũng sẽ là true. B. Read the conversation again. Answer the questions. Chúng ta lại tiếp tục dựa vào bài hội thoại để trả lời 3 câu hỏi bên dưới. Thì ở đây người ta đề cập đến make a difference, tức là tạo ra sự khác biệt mà cô đã đề cập ở trước đó. Thì theo các em nó sẽ trả lời như thế nào, thật là đơn giản. Nghĩa của nó thì các em có thể đề cập như là gì? Làm một điều gì đó tốt cho cộng đồng. Thì ở đây cô sẽ trả lời là it means do something good.
Câu số 2. Can you guess what Go Green does in their community garden project? Trong cái dự án Garden Project thì các em suy đoán xem là Go Green, chương trình Go Green có thể làm được những gì. Thì trong bài thì cô có thể dựa vào câu của bạn Phúc đúng không nào? Thì bạn ấy đã khuyến khích mọi người tái chế rác hoặc là giấy để bảo vệ môi trường, hạn chế sự là khai thác về môi trường chẳng hạn như rừng. Thì ở đây cô sẽ trả lời như sau. It helps protect the environment by encouraging people to recycle glass, cans and paper. Và câu cuối cùng, how do people think the community garden project makes a difference? Vậy ở đây người ta hỏi là gì? Theo em, cái dự án garden project này nó sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào? Thì như cô đã đề cập thì nếu như mà chúng ta tái chế rác đúng không? Chẳng hạn như là chai lọ hoặc là giấy thì nó sẽ hạn chế việc khai thác và nó sẽ giúp cho môi trường của chúng ta trở nên sạch. Sạch hơn, xanh sạch hơn. Thì ở đây cô có thể trả lời là gì? It may help the environment cleaner and cleaner. Two, look at the words in the box. Can you put them in the right groups? Như vậy ở đây người ta đưa ra cho các em bài tập về từ vựng. Có một số từ như cô đã hướng dẫn ở phần từ vựng trước thì nó sẽ có một số động từ vừa là một danh từ, vừa là một động từ, chẳng hạn như từ volunteer này, đúng không? Và một số từ nó sẽ đóng vai trò như là một tính từ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phát hiện xem, tìm hiểu xem từ nào là danh, từ nào là động và từ nào là tính từ. Đầu tiên chúng ta cùng thấy từ donate. Như cô đã đề cập thì donate là động từ miêu tả sự quyên góp đúng không? Là một động từ diễn tả hành động quyên góp, đóng góp gì đó. Do đó nó sẽ vào ô là verbs, động từ nè. Thứ hai ta thấy helps. Help là một danh từ. Thường thì các em biết nó với vai trò là một động từ đúng không? Nghĩa là giúp đỡ gì đó, giúp đỡ ai đó. Thì nó còn đóng vai trò là một danh từ, nghĩa là sự giúp đỡ. Thứ ba, ta có benefit là danh từ lợi ích, đúng không? Thì chúng ta sẽ đi vào đây, danh từ lợi ích. Và lưu ý luôn, benefits nó còn đóng vai trò như là một động từ, nghĩa là mang lợi ích gì đó, đem lại lợi ích cho cái gì đó. Tiếp theo, volunteer, từ này cô đã đề cập trước đó rồi, đúng không? Vừa là danh, vừa là động. Người tình nguyện viên này, đúng không? Tình nguyện viên và đi tình nguyện, làm tình nguyện. Tiếp theo ta có recycle, động từ mà chúng ta đã gặp ở trong phần getting started bài tập vừa rồi đúng không? Thì nó mang nghĩa là gì? Tái chế cái gì đó. Động từ. Tiếp theo ta có plant. Như chúng ta đã biết thì plant nó mang nghĩa là cây cối. Nhưng nó còn là một động từ mang nghĩa là trồng cái gì đó, trồng cây, trồng lúa, trồng bất cứ gì đó đúng không? Thì ta có plant là động từ nè. Tiếp theo, provide là động từ, nghĩa là cung cấp gì đó. Chẳng hạn như mình nói là gì, cung cấp sách cho các bạn trẻ em nghèo nè, hoặc là cung cấp giáo dục, đúng không? Các lớp học ban đêm. Tiếp theo, clean. Clean này quá quen thuộc với chúng ta, nó đóng vai trò như là một tính từ, nghĩa là sạch, sạch sẽ, đúng không? Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ học thêm một loại từ mới của nó nữa, đó là động từ, nghĩa là làm sạch. Đó. Tiếp theo đó là encourage. Rồi từ này cô cũng đã cung cấp ở trước đó, nghĩa là khuyến khích ai làm điều gì. Và tiếp theo đó là từ environmental, tính từ thuộc về môi trường. Chúng ta cùng nhau đến với hoạt động tiếp theo. 3. Fill the gaps with the words in the box.
Trong hoạt động này thì các em sẽ sử dụng vừa có động từ nè, vừa có danh từ, đúng không? Thì sử dụng những từ đó vào vị trí thích hợp. Giống như cái cách mà cô đã hướng dẫn các em làm trước đó, hãy đọc cái câu này thật là kỹ nè. Hãy tìm ra những keywords, những từ mang nghĩa chính trong câu và sau đó các em sẽ suy đoán được ở đây là nó cần loại từ gì trước và sau đó thì mới tìm nghĩa cho phù hợp. Cô chẳng hạn câu thứ nhất. Ta có nè, you are a chấm 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 if you help other people willingly and without payment. Vậy chúng ta nhìn thấy help people là giúp đỡ người khác nè, willingly rất là thích, mong muốn được giúp đỡ người khác, đúng không? Nếu bạn thích giúp đỡ người khác mà không cần đến chữ payment, đến sự chi trả phí hay là tiền lương, tiền công gì cả, thì ở đây các em cũng lưu ý là một mạo từ nè, đúng không? And the là mạo từ. Như vậy sau mạo sẽ là một danh từ. Do đó ở đây nó sẽ đề cập đến một danh từ chỉ người, bạn là một người gì đó. Chúng ta cùng kết hợp, nếu chúng ta giúp đỡ người khác mà không cần đến sự chi trả thì đây sẽ là một volunteer, một tình nguyện viên, đúng không? Thứ hai, ta nhìn thấy ở đây vị trí, chúng ta cùng xem xét loại từ trước ha. Sau đây là chúng ta có động từ to be, are. Như vậy trước nó chắc hẳn sẽ là một danh từ đóng vai trò như là một chủ ngữ trong câu, đúng không? Là những người này mà không có nhà cửa và thực sự rất cần sự giúp đỡ từ người khác. Do vậy thì chúng ta có thể đoán được ngay, không có nhà thì chắc chắn sẽ liên quan tới chữ homeless, đúng không? Người vô gia cư. Tương tự câu số 3, chúng ta thấy chủ ngữ của chúng ta là she, là cô ấy, đúng không? Vậy thì sau này chắc hẳn sẽ là một động từ chia theo chủ ngữ số x là she. Do đó chúng ta chỉ thấy là gì? Ở đây có hai động từ donate, MS này, và một động từ make giữ nguyên mẫu. Do đó cô không cần đọc câu thì cô vẫn có thể làm được, đó là donate. Chúng ta xem xét nghĩa có đúng hay không nào. Cô ấy thường xuyên là gì? Quyên góp tiền cho các tổ chức về tình nguyện, đúng không? Charitable organizations là tổ chức từ thiện. Và câu tiếp theo ta có là gì? The activities, các hoạt động mà individuals, cá nhân này, một cá nhân nào đó, hoặc là organizations, các tổ chức làm nhằm mang lại, đó, chúng ta thấy là benefits ở đây đóng vai trò như một động từ này, mang lại lợi ích cho cộng đồng thì nó sẽ được gọi là gì? Community service, mang lại lợi ích cho cộng đồng thì đó là các dịch vụ về cộng đồng. Và cuối cùng chúng ta sẽ có make a difference ở đây. Cô để ý cho các em thấy luôn là gì? Chúng ta có từ to thì sau to nó sẽ là một động từ nguyên mẫu. Rồi rất là hợp lý, đúng không nào? Nếu như bạn đang cố gắng tạo ra sự khác biệt cho cộng đồng thì bạn đang cố gắng rất là nhiều để tạo ra một cái effect, một cái tác động rất là lớn, rất là tốt là vào một người nào đó hoặc là một tình huống cụ thể nào đó. 4. Describe the pictures with the verbs in to. Ở trong bài tập này thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng những cái động từ, danh từ và tính từ ở phía bên này để điền vào vị trí sao cho phù hợp về nghĩa. Phần này rất là đơn giản nên các em hãy tự làm và sau đó kiểm tra kết quả của mình bằng cách là nhấn nút submit. 5. Create word webs. Và bây giờ sẽ là hoạt động tạo ra word webs, dạng như là gì? Chúng ta sẽ tạo ra những lưới từ liên quan sử dụng đến một động từ nào đó. Chẳng hạn chúng ta thấy này, donate nó sẽ kết hợp với books hoặc là blood, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tìm ra thêm một số danh từ nó đi kèm với nó. Chẳng hạn như cô ở đây có thể cô điền là gì? Money, đúng không? Cô có đề cập ở phía trước đó rồi là quyên góp tiền này. Dù ít dù nhiều không quan trọng, nghĩa là mình có tấm lòng là được, đúng không? Và tiếp theo đó là từ help, giúp đỡ. Một số trường hợp như là gì? Giúp đỡ trẻ em nè, street children nè, hoặc là homeless people. Và một số người nữa cũng rất là cần sự giúp đỡ của chúng ta, đó là old people, người già. Và một đối tượng nữa đó là the poor, tức là những người nghèo.
Tiếp theo ta có từ động từ clean. Ở đây động từ clean đóng vai trò như là động từ đúng không? Nghĩa là dọn dẹp, làm sạch cái gì đó. Thì chúng ta đã có sẵn là gì? Dọn dẹp đường phố này, đúng không? Hoặc là làm sạch những cái bức tường. Chẳng hạn như những bức tường mà các bạn trẻ đã vẽ lên những bức tranh không được mỹ quan cho lắm, thì chúng ta có thể làm sạch sẽ những bức tranh đó. Thì ở đây còn một số nơi mà chúng ta có thể làm sạch nữa, đó là gì? Lakes, hồ nè, đúng không? Ao, hồ, sông, suối, hoặc là biển, beaches. Và động từ cuối cùng mà chúng ta có được đó là provide, cung cấp. Cung cấp chẳng hạn như là cung cấp thức ăn cho người nghèo nè, đúng không? Cung cấp sự chú ý, tức là đưa lại, tạo ra một sự chú ý đối với một vấn đề nào đó. Và cuối cùng đó là life skills, kỹ năng sống. Chẳng hạn như là kỹ năng, khả năng tồn tại trong một cái môi trường khắc nghiệt chẳng hạn, đúng không? Và tiếp theo thì cô có thể tạo, cung cấp cái gì mà chúng ta đã học rồi, đó là gì? Provide education, cung cấp giáo dục, cung cấp những cái lớp học ban đêm cho các trẻ em nghèo không có điều kiện đi học, đúng không? Đó là một số trường hợp mà chúng ta có thể dùng. Và ở đây là một số từ mà cô cung cấp, thì các em có thể điền thêm một số từ mà các em cho là nó hợp lý và nó không giới hạn ha. Các em có thể nhấn nút submit để kiểm tra đáp án của mình. Và nếu như một số bạn muốn tham khảo thêm thì sau 3 lần làm, các em sẽ có nút show answers hiện ra ở ngay đây và các em tham khảo thêm rất là nhiều gợi ý ở sau đó. 6. Game. Vocabulary ping pong. Ở đây là một trò chơi giúp các em ôn tập lại từ vựng. Chúng ta sẽ có 4 động từ như sau. Và tương tự như bài tập 5 vừa rồi thôi, thì khi bạn A đọc ra một động từ nào đó thì các em, bạn B sẽ nối động từ đó với một danh từ đi kèm cho phù hợp. Chẳng hạn như cô nói donate thì bạn B có thể là gì? Donate books nè, donate clothes, vân vân, rất là nhiều. Các em có thể kết hợp từ lại. Tương tự đối với động từ help, động từ clean và động từ provide. Các em có thể tham khảo một số gợi ý ở phần show answers này, rất là nhiều đúng không? Help children, homeless people, vân vân. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong lesson 1 của unit 3, community service. Cô đã hướng dẫn cho các em cách đọc này, cách sử dụng trong một số từ vựng mà chúng ta đã gặp về chủ đề community service và một số hoạt động tình nguyện. Về nhà các em hãy học thật là thuộc những từ này và cũng như là cách sử dụng sao cho thật là chính xác. Các em có thể làm thêm một số bài tập ở trên iCBooks để nhớ những từ vựng này lâu hơn. Và đừng quên chuẩn bị cho cô bài tập mới ở tiết học tiếp theo, A Closer Look One. Chúc các em học tốt!